Rồi mẹ Đen, con giới thiệu chỗ sinh hoạt hàng ngày của con cho cô chú biết nha. Rồi con ngủ ở đâu? Chỗ ngủ đâu? Vô nhà coi. Vô nhà ngủ. Nhà con đâu? Đúng rồi. Good boy. Rồi qua đây, xin ăn đâu? Đúng luôn, giỏi quá, chỗ xin ăn đó. Rồi, con đi vệ sinh ở đâu? Dẫn cô chú qua coi chỗ vệ sinh nè. Đâu con? Chỗ vệ sinh đâu? Đi, ra ngoài đi, chỗ vệ sinh đâu? Ở đâu đâu? Đúng rồi. Đâu đi tè ở đâu, đi tè ở đâu? Đúng rồi, pipi pi. Pipi pi đi. Chỗ tè đâu, chỗ tè đâu? Nè. Chỗ tè đâu?